có rất nhiều thứ khi mà anh chị đầu tư, anh chị sẽ có những cái thắc mắc và trải qua nhiều cái quá trình cảm xúc và được chứng kiến trên thị trường, tham gia các vấn đề trên thị trường, thì em nhận thấy rằng là em đang hiểu các anh chị đang mong muốn gì. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là trước khi mà anh chị mong muốn anh chị cắt lỗ một cổ phiếu nào đó, hoặc anh chị không còn đầu tư nữa, hoặc là anh chị nhận thấy là thị trường chứng khoán quá nhiều cái sự rủi ro mà nhiều cái lý do mình không thể giải thích được, thì trước khi anh chị cắt lỗ, anh chị hãy nghe xong cái video này, xem xong cái video này, và anh chị sẽ tự có một câu trả lời rằng là chúng ta có cắt lỗ hay không với cái cổ phiếu đó. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng, là những chia sẻ mỗi tối của em. Hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị và mang lại những cái con đường đi đúng đắn. Vì trên thị trường chứng khoán sẽ có rất nhiều yếu tố tác động, vĩ mô, dòng tiền, quỹ đầu tư nước ngoài tham gia, tin tức chính trị, vân vân. Vậy thì điều gì làm cho cái cổ phiếu đó tăng, và điều gì làm cho anh chị có một cái niềm tin để anh chị đầu tư khi mà thị trường khó khăn? Và mong muốn của em đó là mang lại, thổi lại những cái dòng dòng suy nghĩ của em, những cái tâm hồn đó để mà đầu tư một cách thoải mái và hiệu quả hơn. Ngoài những chia sẻ trên mỗi mỗi tối trên YouTube ra, thì em còn viết ra những mặt sáng, các kiến thức, vì các kiến thức nó sẽ song hành với chúng ta rất là lâu sau này, để chúng ta có thể gia tăng nội lực của mình. Trên website quanhiệustock.com, mục kiến thức trong đầu tư, em nghĩ các anh chị nên dành ra thời gian để anh chị đón đọc thêm. Vậy thì khi anh chị nghe video này, và em nghĩ rằng là cái vấn đề về anh chị đang thắc mắc một vấn đề, đó là mình có nên cắt lỗ hay không, mình có nên tạm dừng lại đầu tư thị trường chứng khoán hay không, hay là mình đang thiếu cái gì đó hay không, thì em nghĩ rằng là video này sẽ giúp được anh chị. Điều gì để làm cho anh chị cảm thấy rằng là bất động sản, đầu tư bất động sản và đầu tư chứng khoán nó rất khác nhau? Em nghĩ rằng là có rất nhiều anh chị sẽ đồng tình với em rằng đó là yếu tố về cảm xúc. Anh chị có vui, có buồn, có tức giận, có hưng phấn, có thoải mái, có bi quan, có tiêu cực trong bất động sản không? Em nghĩ câu trả lời có thể là một chút xíu thôi. Như anh chị có hưng phấn với bất động sản, với chứng khoán không? Có. Anh chị có bi quan với chứng khoán không? Ngay lúc này đây. Anh chị có ngờ vực với chứng khoán không? Ngay lúc này. Và anh chị có tự tin với chứng khoán không? Cũng có luôn. Vậy tức là cái cảm xúc trong đầu tư chứng khoán nó rất là đa sắc, đa màu. Và chính những yếu tố cảm xúc đó làm cho con người mình bị chi phối. Còn với bất động sản thì sao? Nó là một sản phẩm cụ thể, nó là một sản phẩm sờ thấy được, nó là một sản phẩm của anh chị, của chính anh chị, của những cái dòng tiền tích lũy của anh chị, chứ không phải là của một cái gì đó khác. Còn với chứng khoán, anh chị coi đó là gì? Nó là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh. Rồi cổ phiếu thì có lên có xuống, đồ thị phân tích kỹ thuật xanh đỏ tím vàng đủ thứ hết, rất là nhức đầu, rất là đau đầu. Trong khi mình đi ra ngoài mình sờ thấy cái miếng đất của mình sờ thấy cái căn nhà của mình ở trong cái bất động sản của mình, rõ ràng là hai thái cực nó khác nhau. Nhưng nếu như vậy, đó là cái điểm khác nhau như vậy, vậy anh chị hãy suy nghĩ ngược lại. Nếu như bất động sản nó là một tài sản hữu hình, anh chị hãy coi chứng khoán nó là một tài sản hữu hình. Trên thực tế, tài sản chứng khoán nó được thể hiện qua cổ phiếu, và cổ phiếu ngay từ cái thời điểm mà bàn giao cho tới tay nhà cổ đông á, đó là một cái mệnh giấy có giá để chứng thực cái mức độ sở hữu của mình đối với một cái doanh nghiệp nào đó. Và cái doanh nghiệp đó là nó là hiện hữu và nó là hữu hình, nó vẫn tồn tại trên nền kinh tế Việt Nam, nó vẫn phát triển, nó vẫn cung ứng cho nền kinh tế này, nó vẫn cung ứng những cái sản phẩm mà anh chị vẫn sử dụng hàng ngày, và nó vẫn là cái những cái thứ gì đó mà anh chị đi ra ngoài đường mỗi ngày, đi làm việc, đi tiếp khách, đi với gia đình, anh chị đều sẽ gặp được những cái doanh nghiệp đó. Và chính những cái cổ phiếu đó chính là những cái minh chứng cho rằng là anh chị là những người sở hữu gián tiếp cái cổ phần đó, chứ chứ không phải nó chỉ là một cái thứ màu xanh, màu đỏ, một cái bảng điện, rồi một cái gì đó rất là nhức đầu. Trên thực tế thì cổ phiếu là như thế này, và chúng ta gián tiếp chúng ta sở hữu một phần của cái doanh nghiệp đó, tòa nhà đó, sản phẩm đó, thương hiệu đó. Và chúng ta hãy suy nghĩ rằng là cái cổ phiếu nó là cái hữu hình chứ nó không phải là cái vô hình. Vì khi mà anh chị cảm thấy nó là một cái hữu hình, anh chị sẽ có niềm tin hơn. Anh chị không còn cảm xúc nữa, không còn ngờ vực, không còn bi quan, không còn hưng phấn nữa. Mà nó là cái sản phẩm, nó là cái công ty, và nó là cái dịch vụ và thương hiệu mà chúng ta hay dùng. Vậy mua cổ phiếu dùng giống như mua công ty thôi. Mình trao cho người ta dòng vốn và người ta sẽ sử dụng dòng vốn của mình để hoạt động kinh doanh. Vậy điều gì để khiến cho cổ phiếu của anh chị phải cắt lỗ? Thứ nhất, em nhận thấy rằng là nếu như anh chị cảm thấy rằng là có yếu tố nào đó xấu về cái nền kinh tế mình sẽ cắt lỗ khi nào? Khi nền kinh tế Việt Nam không còn tăng trưởng. Mình cắt lỗ khi nào? Khi nền kinh tế Việt Nam nó rơi vào bất bất ổn, khủng hoảng, chiến tranh. Đó là những cái thứ mà giúp làm cho cái nền kinh tế mình nó bị suy kiệt. Vậy ở thời điểm hiện tại năm 2019, tháng 11 năm 2019 và chuẩn bị qua 2020, có những yếu tố đó xảy ra ở Việt Nam hay không? Việt Nam có thể là một đất nước nhỏ, nhưng Việt Nam là một đất nước yên bình. Việt Nam có thể là một đất nước nhỏ, nhưng Việt Nam là một đất nước có nhiều thứ để phát triển. Việt Nam có thể là một đất nước nhỏ, những nhân công giá rẻ, nhưng dần dần chúng ta sẽ có trình độ, có tay nghề. Và từ trình độ và tay nghề đó, thu nhập của chúng ta sẽ tăng. Và thu nhập của chúng ta tăng, tức là nền kinh tế sẽ tăng.
Về tương lai thì có rất nhiều thứ để làm đối với quốc gia hình chữ S nhỏ bé, xinh đẹp và tươi tắn này. Đó là điều đầu tiên. Nếu anh chị cảm thấy rằng là Việt Nam không không đáng để anh chị đầu tư thì anh chị hãy cắt lỗ. Cái vấn đề thứ hai nữa là doanh nghiệp của anh chị không đáng để anh chị đầu tư, tức là anh chị chọn sai doanh nghiệp đi. Nó đến từ việc thứ nhất, triển vọng của ngành nghề kém. Anh chị xem thử coi là cái danh mục đầu tư của anh chị, triển vọng của cái ngành nghề của anh chị nó có tốt hay không. Vì có rất nhiều doanh nghiệp nó sản sinh ra một trong những cái ngành nghề tốt á thì doanh nghiệp nó sẽ tốt. Còn nếu mà triển vọng của ngành nghề của doanh nghiệp kém á thì em nghĩ rằng là anh chị xem xét lại. Thứ hai, có những cái dấu hiệu nào làm cho anh chị phải bán cắt lỗ hay không? Doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm, lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm, earnings per share của doanh nghiệp sụt giảm, lãnh đạo bán ra cổ phiếu, hoặc rằng là lãnh đạo ESOP quá nhiều, hoặc là cổ phiếu bằng cổ phiếu quá, cổ phiếu thưởng quá nhiều làm cho cái giá trị trên một cổ phiếu nó càng ngày càng thấp. Có những lý do đó hay không? Anh chị hãy tự giải quyết, xem lại thử coi cái danh mục đầu tư của mình, doanh nghiệp của mình có hoạt động kinh doanh kém hay không. Và nếu hoạt động kinh doanh kém thì chúng ta sẽ cắt lỗ. Còn nếu hoạt động kinh doanh vẫn còn hiệu quả, vẫn còn tốt, chúng ta chưa có một lý do nào để chúng ta cắt lỗ. Vậy thì hành động như thế nào khi nền kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp tăng trưởng, ngành nghề tăng trưởng nhưng giá cổ phiếu lại giảm? Và chúng ta phải giải quyết một bài toán: giá cổ phiếu giảm là do doanh nghiệp hay giá cổ phiếu giảm là do đám đông, là do các quỹ đầu tư, là do thông tin bên ngoài, là do cái vấn đề về nước ngoài bán ra, là do chính trị toàn cầu nó đang có vấn đề? Nếu như doanh nghiệp của mình phát triển và nếu như cái nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển nhưng giá cổ phiếu trong một thời gian ngắn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài làm cho giá cổ phiếu giảm, vậy hành động của chúng ta là như thế nào? Em nghĩ rằng là chúng ta nên suy nghĩ ngược lại, thay vì chỉ tập trung quá nhiều vào cảm xúc là màu xanh màu đỏ, tài sản của chúng ta hôm nay thì tăng được 2%, ngày mai chúng ta giảm 3%, ngày mốt chúng ta giảm thêm 1%, chúng ta lo âu, chúng ta cắt lỗ. Hãy nhìn vào nền kinh tế Việt Nam như thế nào, hãy nhìn vào sự vận động của doanh nghiệp đó như thế nào và chúng ta đưa ra hành động cụ thể. Còn trên một vài quan điểm cá nhân của những người phân tích về dòng tiền thì em phải khẳng định đây không phải là những người đầu tư, và chúng ta đừng xếp hàng đánh đồng chúng ta với những người như vậy. Đây chỉ là cái cảm xúc về cái màu xanh màu đỏ, cái chạc cổ phiếu. Anh chị mua vì chạc đẹp thì anh chị sẽ bán cắt lỗ khi chạc không còn đẹp, nhưng anh chị mua vì tất cả những thứ này, mua vì sự tăng trưởng, mua vì sự doanh nghiệp, mua vì sự nền kinh tế và mua vì sản phẩm, mua vì cái cổ phiếu đó, cái này không phải là lý do để anh chị cắt lỗ. Cái này nó chỉ là lý do để thỏa mãn cái cảm xúc của anh chị. Vì em tin chắc là cái cảm xúc này của anh chị nó sẽ còn bi quan nữa nếu như anh chị càng nhìn vào lịch sử giá. Nhưng hãy từ từ chúng ta nhìn lại bài toán về doanh nghiệp rồi chúng ta hãy xử lý. Đây không phải là đầu tư, đây chỉ là lướt sóng, đây chỉ là kinh doanh chứng khoán thôi. Em hết sức em lưu ý với anh chị như vậy, hãy bình tĩnh lại trước khi mà mình cắt lỗ. Vậy thì cắt lỗ tại sao phải cắt lỗ? Cái câu hỏi này thì em nghĩ rằng là qua những cái chia sẻ nhỏ nho của em, hy vọng có thể mang lại những cái tư duy về đầu tư của anh chị. Giải quyết bài toán cắt lỗ nó không phải là vì màu xanh màu đỏ, không phải vì bài toán của một cái tác động nào bên ngoài, mà chính là những cái yếu tố nào sâu thẳm trong bên trong của doanh nghiệp, của nền kinh tế, thì chúng ta hãy tự trả lời cái câu hỏi đó. Còn nếu như doanh nghiệp vẫn phát triển, biên lợi nhuận vẫn phát triển, lợi nhuận ròng vẫn phát triển, doanh nghiệp vẫn tăng trưởng và có rất nhiều ưu thế, lý do tại sao chúng ta phải cắt lỗ? Không thể nào, chúng ta phải có một cái lý do nào đó cụ thể trước khi chúng ta phán đoán rằng là doanh nghiệp chúng ta không còn hiệu quả nữa thì chúng ta mới cắt lỗ, tài sản của chúng ta mới chấp nhận chúng ta phải cắt lỗ. Cho nên là những quan điểm chia sẻ của em, tập trung vào doanh nghiệp, tập trung vào nền kinh tế, tập trung vào sự tăng trưởng, tập trung vào sự định giá, đừng quá tập trung vào màu xanh màu đỏ, đừng quá tập trung vào chạc cổ phiếu. Vì đơn giản rằng là cổ phiếu có tăng thì có giảm, quy luật của cung cầu. Còn doanh nghiệp thì nó là bất biến, sự tăng trưởng nó là mãi mãi. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch 0.15%, em tin đây là mức phí hấp dẫn. Vì chính em sẽ là người trực tiếp thiết kế một danh mục đầu tư và đầu tư dài hạn cho các anh chị, để anh chị bớt căng thẳng hơn, bớt mệt mỏi hơn. Để tham gia các khóa đầu tư của em, để anh chị nâng cao cái nội lực, nâng cao cái cốt lõi của mình, để nhận diện được doanh nghiệp. Và chúng ta đầu tư rất là thoải mái và hiệu quả. Cổ phiếu tốt giảm thì chúng ta mua, cổ phiếu tốt tăng thì chúng ta bán. Như vậy thì chúng ta mới đầu tư một cách thoải mái được. Tối 3, 5, 7 tuần sau em sẽ có tổ chức khóa học online 7 rưỡi đến 9 giờ. Nếu anh chị đầu tư chưa hiệu quả, tốn quá nhiều thời gian, nguồn lực đầu tư chứng khoán mà không hiệu quả, có thể xem xét sản phẩm quản lý tài sản đầu tư của em. Mà chi tiết xin liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.